Này, ví dụ nhá, bây giờ con nhà nghĩa trang nó mà là đất nặn đi, mày sẽ nặn sửa cái gì của nó trước? Tao á, tao sẽ sửa hai cái răng cửa của nó trước cho nó quặp vào trong, chứ để cái kia hơi chìa, coi như vậy là ăn đu đủ không cần thìa đấy, rất là mất mỹ quan nơi khuôn mặt nhá. Có hợp lý, nhưng mà nếu là tao nhá, tao sẽ sửa cái mắt lươn của nó ấy, thấy chưa, trông nó lườm thế kia cơ mà. Ôi ôi, tao sẽ kéo bớt một tí xuống cho nó đỡ sách nhá. Kéo xuống này đấy. Này, tao phải sửa thêm cái mũi của nó hơi tẹt cái này phải kéo. Này, các anh rảnh quá à? Đúng. Nếu mà rảnh quá thì ngoài thèm có hai tổ kiến ấy kìa, ra mà đếm, đừng có trêu em, không là em vả cho đấy. Em uống trà sữa nghe để anh vừa qua. Vô duyên đọc trộn tin nhắn của người khác. Các anh làm okay, gì đấy? Ok, anh qua luôn nhé. Ba em cốc. Ba cốc trà sữa. Này, cảm ơn. Các anh bị điên à? Sao lại bảo người yêu thứ bảy của em đến đây? Ồ hay, thế nó đến thì có phải có trà sữa uống không? Nhớ để phần cho hai bọn tao hai cốc đấy, nhớ đấy. Rất tốt, đúng lưỡi đấy. Thế nhưng mà không đến được. Thế nào mà không đến được? À, mày không cho nó đến bởi vì mày tiếc hai cốc trà sữa nó mang cho cả bọn tao đúng không hả? Cái loại mày là cái loại anh em kinh khế. Không phải, anh người yêu thứ sáu của em sắp đến đây rồi. Bây giờ lại còn cả anh thứ bảy đến đây nữa thì em biết làm thế nào? Bắt đền các anh đấy. Ô cái gì mà ô? Anh thứ bảy á là giàu nhất trong tất cả các anh đấy. Bây giờ anh đến mà chia tay em nhá thì các anh mốc mồm chả có cái gì mà ăn kế đâu. Thế thì để bọn tao giúp mày cho hai thằng đấy nó không gặp được nhau, không quánh nhau là được chứ gì? Thế thì phải thêm khô gà nữa. Thêm khô gà nữa. Các anh chỉ có thế là nhanh thôi. Thống nhất như thế nhá. Ôi này. Cái thằng thứ thứ bảy nó sắp đến rồi mà cái thằng thứ sáu nó ngồi mãi nó không về này. Chưa về hả? Chưa. Ôi dồi ôi. Này, thế chúng nó mà gặp nhau thì chúng nó đánh nhau vỡ đầu mất. Vỡ cái gì? Nó đánh là mồm con thảo vỡ mồm mẹ. Thế hả? Này, em thích đọc sách này, nấu ăn này. Con thả đâu? À đây rồi. Đi, nhanh, đứng dậy, về nhà ngay. Đi. Gì đấy? Diễn đi cho thằng này nó về. Thằng thứ bảy đang đến rồi. Em có tội gì đâu mà bắt em về học họ. Lại còn không có tội gì à? Tội của mày á, quá to luôn nhá. Mày xem ở trên cuộc đời này á, có ai như mày không hả? Sáng thì không ngủ, đêm thì không ăn hả? Đi về học họ gấp, nhanh đi. Thế nhưng mà em đang có bạn đến chơi mà. Mày ra đây. Thôi cu, anh bảo nhá. Bây giờ em về đi, hôm sau em đến nhá. Cái gì nhở, con này nó phải về nó họp họ. Đó, đẹp trai, được nhá. Nhưng mà để hôm sau. Anh này hả? Thế ai mà chẳng sáng không ngủ đêm không ăn anh? À, đấy nó chỉ là một cái vấn đề nhỏ thôi nhá. Còn nhiều vấn đề nữa cơ. Ví dụ như là cụ thể là gọi là con lợn nái nhà nó ấy, là đang đến tuổi cập kê rồi, nó phải về họp gấp, hiểu không? Con lợn nó đang đến kỳ của nó rồi, bây giờ mà không lấy vợ lấy chồng của nó là nó lỡ thì. Mà thôi nói không nói nhiều nữa. Con này về nhanh thì mọi người đang đợi nhà kìa. Vâng, em sẽ về. Anh, chuyện gia đình nhà em nó hơi gấp gáp. Thôi để lần sau mình đi chơi anh nhá. Thôi hôm khác mình gặp nhau nhá. Anh về đây. Đấy, anh về đấy. À, về nhá. Về nhá. Hôm sau lại nhà nhá. Hôm sau chơi vào. Nhờ. Con này nhanh lên, mày cứ lẻ mà. Lại nhìn mày lẻ ma, lẻ mẻ. Cả họ đang đợi. Mày cứ chậm như cái con trên nhá mày. Anh quên cái điện thoại. Đây. Anh về nhá. Anh về nhá. Hai gọi không biết. Alo ạ? Vâng, em đây ạ. Hả? Sao anh về sớm đấy? Anh bảo là tháng sau anh mới về mà. Vâng. Không có gì đâu ạ, không sao đâu ạ. Vâng. Cái gì đấy? Hey, thằng thứ bảy nó đến à? Bảo nó mua khô gà chưa? Không phải. Anh thứ bảy đang chuẩn bị đến á, thì anh thứ năm lại vừa đi công tác về, đang hẹn em đi chơi.
Cái gì? Ôi giời, ôi bảo yêu ít thôi thì không nghe. Trái tim người ta chỉ mở cửa một lần, đón anh vào rồi đóng cửa trăm năm. Thế mà cái trái tim của mày ấy, 100% mở cửa, anh nào cũng đón, đón chả sót anh nào cả. Tốt nhất là bọn tao kệ xác mày cho nó nhanh. Đợi thằng kia đến bọn tao lấy cô gà thôi, xong rồi bọn tao nhót nhá. Không thể dung túng cho cái loại lăng nhăng như mày được. 1 triệu, mua anh 500. Đằng nào cũng là anh em trong nhà, thôi bọn tao cố tí cũng chẳng sao, có nhỉ. Đúng rồi, thế cái anh người yêu thứ năm của mày ấy, đi công tác về thì ngoài tiền ra có cho mày cái gì nữa không? Tóm lại là có cái gì em chia cho bọn anh hết, được chưa? Quan trọng là em phải giữ được người yêu đã, chốt không? Chốt! Đơn giản! Chính nó, lên! Lên! Anh ơi! Đâu rồi? Đường này nhà nước mở, cây này nhà nước trồng, anh muốn bước qua không? Để em đây thương não. Hay anh muốn gì? Xin trân trọng giới thiệu với anh một sản phẩm đặc biệt, giới hạn, được sản xuất vào năm 1997 của nhà sản xuất Nếp Cẩm, cùng dây chuyền sản xuất với con nhà Nghĩa Trang đấy. Cùng dòng họ đấy. Em xin tự giới thiệu tiếp. Em tên Hiếu, anh họ của cái Thảo. Đấy. Còn thằng đàn này thằng này tên Tuấn, cũng anh họ của cái Thảo. Thế hai anh là anh họ của Thảo. Chào hai anh nhá, tôi đến đây để gặp Thảo. Biết mà. Thế nên bọn tôi đứng đây để ngăn chặn điều đó. Ý của bọn tôi á là cái Thảo nó bảo nó yêu anh. Yêu anh nhiều lắm. Rất yêu. Đấy. Nên là bọn tôi muốn thử xem người yêu của cái Thảo nó tốt xấu ra làm sao. Đúng. Dù gì thì nhà cũng có mỗi đứa em gái. Chọn thì chọn, nó phải chọn cái người tài đức vẹn toàn nhé, đúng không? Đúng. Em là giám đốc của công ty ABA, tài đức vẹn toàn lắm. Đừng vội mừng, bởi vì cái nhà này ấy, có những cái bài tuyển rẻ nó khắt khe lắm. Không thực sự ưu tú, chỉ không lọt được vào mắt xanh đâu. Em yêu gái quê chứ có yêu hoa hậu đâu mà các anh khắt khe thế. Ông anh lại không biết rồi, con Thảo nhà em nhiều thành tích lắm. Anh mà yêu được nó nha, ngang dẫm phải ấy. Hái chết đi. Yêu nó là ngang vớ phải vàng 10 ấy, vớ được vàng 10 đấy. Ý là thế. Lên 3 tuổi nó đã thành thạo hai thứ tiếng. Đó là tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ. Khi 5 tuổi nhá, nó tốt nghiệp loại giỏi mẫu giáo làng. Lúc đấy nhá, nó gọi là đạt được những danh hiệu cực kỳ lớn như là bé ngoan suốt tuần, cháu ngoan Bác Hồ. Đấy. Lên 6 thì nó lại tốt nghiệp đỗ đầu vào của lớp 1. Lúc này thì Thảo đã thuộc thành thạo rất nhiều những bài hát, những điệu múa, những câu ca dao tục ngữ ở trong chương trình. Đôi khi nha, nó còn biết cả chửi bậy cơ. Kinh chưa? Anh thấy nó có sáng chói chưa? Em gái nhà này nó thuộc dạng cành vàng lá kim cương như đồ. Tóm lại là cứ phải đợi cái thằng kia về đã. Rồi muốn vào thì thôi. Thằng này nó bị lịu. Nói tóm lại là bây giờ mà anh muốn gặp nó thì anh phải chứng minh thấy là anh có rất nhiều tài đức gọi là gì đấy để bọn em cảm thấy anh xứng đáng chứ, đúng không ạ? Em ấy, em chẳng có tài gì cả. Ôi trời, vứt luôn. Ý ấy là chẳng có tài gì ngoài tài sản hết. Được. Thế nhưng mà anh vẫn phải chứng minh, hiểu không? Bây giờ đời nhiều thằng nói phét lắm. Ngày mặc vest rất sang trọng như tối vẫn đi ăn cơm chịu bình thường. Đi đấy. Nó trò mình đấy. Thằng này được phết đấy nhỉ. Nó đang đếm rồi. Cho đi cho. Cho hết. Nhiều tiền quá, đến sợ thiếu. Thế là bây giờ hai anh muốn thử thách cái gì? Em chưa ngán cái gì bao giờ hết. Thằng này nó thích ăn hành rồi. Cho nó vài cân. Được. Được rồi. Bây giờ ông anh sẽ có 3 vòng để thử thách. Nếu ông anh qua được 3 vòng ấy, thì cái đường yêu đương của anh và con Thảo nhà em nó sẽ rất là rộng mở. Anh hiểu không? Vòng đầu tiên, thử trí. Anh nghe rõ câu hỏi nhá. Có một nhà nọ đang chuẩn bị làm tiệc để đãi khách. Con lợn thì nó lại nghĩ là chắc chắn hôm đó con chó sẽ bị thịt để đãi khách. Còn con chó thì lại nghĩ con lợn chắc chắn bị thịt để đãi khách. Chuẩn. Vậy theo anh thì con nào sẽ bị thịt?
em nghĩ 100% là con lợn. Bởi vì ấy, con chó ấy thì có người ăn được, có người không. Thế ông anh là có suy nghĩ của con chó đấy. Thế thì thịt con chó đi. Thế thì ông anh lại ghi giống suy nghĩ của con lợn thôi. Ôi này đi đâu đấy? Ui giời, hai anh có hỏi cho tử tế đâu. Chơi thế chơi làm gì, mất thời gian. Thôi được rồi, nghiêm túc đây này. Coi như cái phần thử trí hồi nãy mình bỏ qua nhá. Bây giờ đến phần thử sức. Rẻ nhà em ấy, có thể không thông minh, thế nhưng mà phải có sức khỏe. Nhà làm nông mà, đúng không? Phải có sức khỏe, không có sức khỏe là vứt. Bây giờ ấy, nhảy dây. Nhảy được 100 cái, qua vòng. Ôi giời, đơn giản, quá đơn giản. Đơn giản à? Tuất. Ôi chậm tôi, chậm tôi. Chậm mà. Tuất. À, mẹ, mẹ, mẹ. Ông anh khỏe quá đấy nhờ. À đây Tuất. Mày hỏi con Thảo xem thằng kia đi chưa? Ok. Alo, chim sẻ gọi chim sâu. Ê, về chưa? Chưa về. Hả? Chưa về. Thôi được rồi, để tao. Ông anh cũng khỏe phết đấy nhá. Anh ơi, này, đồng ý là rất khỏe, thế nhưng mà vẫn còn một bài nữa nhá. Nếu mà ông anh đồng ý qua bài này ấy, thì vào, còn không đồng ý, về. Ừ, thì ở lại chứ, nãy giờ tốn bao công sức, về là về thế nào? Ừ, được, giỏi. Thế bây giờ mình thi đấm bốc đi. Đấm bốc á? Đấm bốc. Ừ. Được đấy. Cái tên này của em ấy là đấm hai thằng nhập viện, em mới bó bột đấy. Thế thôi, bỏ đấm bốc nhá. Bây giờ mình thi thi học vấn đi, hả? Đây ai, giấy bút đây. Anh viết tất cả các số pi ra đây cho em nhá. Thiếu giấy lấy tờ khác. Bảo luôn là không cho vào đi, mất thời gian. Không cho vào á? Em cứ vào. Ê, này cứ, ê, này, bảo không vào được. Vào thế nào được mà vào. Này, Tuấn, ê, này, không vào được. Ê. Alo, ui dồi ôi, mày đuổi thằng thứ bảy về đi. Thằng này nó cứ xông vào, bọn tao không cản nó đâu. Nhá, không kịp nữa đâu. Ba bảo không vào. Anh trai, em hỏi anh cái này một cái thôi, một điều đấy. Ui dồi ôi, không hỏi cái gì hết. Em đang nhớ em Thảo quá này. Anh đừng có phải từ để em hỏi. Anh trả lời bên này. Của mày ấm rồi. Quá ấm. Mà này, con nhà Nghĩa Trang đâu? Nó đi chạy show rồi. Vừa tạm biệt được cái thằng giám đốc ABA ấy, thì cái thằng người yêu thứ ba nó lại alo, em ra công viên đi, anh có món quà bất ngờ dành cho em. Đấy. Thế có chết không nhỉ? Yêu đương kiểu này cho tiền cũng chả dám yêu. À công nhận đấy. Yêu thì nó phải hạnh phúc. Chứ yêu cái kiểu chạy KPI cho đủ doanh số hay sao mà yêu dồn dập thế không biết được nha. Ôi giời này, chưa không? Vừa nói xấu phát nó gọi luôn. Nghe mà. Hot đi chim. Alo, các anh ơi ra cứu em với. Em đang ở ngoài công viên với anh thứ ba. Thì anh thứ tư cũng ở công viên. Em bảo anh thứ ba là đi về đi, anh ấy không về. Quần áo tao chưa có người giặt. Phòng tao chưa có ai lau. Được rồi, đồng ý hết nhá. Ra giúp em cái. Ok, đến luôn. Chốt. Đi rồi. Này, anh ngồi đây em không nhìn. Em cứ nhìn đi đâu ấy. Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh ấy này. À, thì em vẫn nhìn mà. Ui, hay. Đây à, đây à. Thảo. Em bảo em đang ở thư viện cơ mà. Sao em lại ở đây? Ui giời ơi, cái thằng cu. À, cái anh này. Cái hiện trường đang quay phim tôi nhảy vào đây làm gì? Hả? Trợ lý trường quay đâu? Hả? Em đây. Ui giời ơi, cái ông này. Ở đâu chui vào hình làm gì, cản trở công việc người ta ra. Đi ra không vào hình ấy. Mà dâu đẹp ấy, giả dạ, thật ấy. Đi ra này, đi ra này. Vào hình hết rồi. Thế là thế nào em nhở? À, họ đang lừa anh. À, thế chứ, đang chắc đang diễn phim ấy anh ạ. Thế mình có bị vào khung hình không nhở?
vào khung hình thì càng tốt chứ sao anh. Để cho cả nước biết là em có một người yêu đẹp trai thế này. Đúng, đúng, tuyệt vời. Ở đây, bột đi. Ôi, cái gì đấy? Hai người làm gì đấy? Tôi có quay phim đâu. Sẽ không quay phim anh buồn cười nhỉ? Đoàn phim người ta bảo là anh là diễn viên đang đợi đến cảnh để diễn. Giờ anh bảo anh không diễn anh bịp à? Để đúng rồi, anh cố đợi tí nhá. Đến cả anh bây giờ đấy. À đấy, thấy chưa? Hai người bên đấy là đang diễn đấy. Anh chuẩn bị tới cảnh rồi, đợi một tí. Bảo mình lên thư viện học mà lại trốn đi làm thêm nhỉ? Ôi con bé này nhá, nó chăm nhất đoàn em luôn anh ạ. Ngày nào nó cũng ra đây quay cho bọn em. Mà nó còn cả nhá, nó có anh người yêu nhiều dâu này, tốt tính này, đẹp trai này như anh luôn. Nó kể có anh người yêu lông mộ lợn dâu. À đấy, y hạt anh luôn. Tả cái người nó vóc dáng nó tầm tầm như anh này giống anh luôn. Đấy, nó nhá, nó là một cái con quá tốt tính, trung thủy. Đấy, như những đứa khác nhá, mình cũng một ngày yêu 7 anh. Nhưng mà riêng nó nhá, 7 ngày yêu duy nhất chỉ có một anh thôi. Đấy, nó phải là một cái đứa con gái mà hiếm có, khó tìm, quá tuyệt vời. Thôi được rồi, các chú làm việc đi. Anh không phải diễn viên đâu. Thảo ơi, anh về nhá. Trong cái khoảng thời gian sinh viên của tao ấy, tao thấy đây là cái khoảng thời gian mà nó no đủ nhất. À, nghĩ cũng tội thế nhưng mà thôi cũng kệ. 7 thằng người yêu của con Thảo ấy, nó không những phải nuôi con Thảo mà nó cần phải nuôi cả hai anh em mình nữa. Vậy nào, sáng thì ăn xôi xéo của thằng Duy Béo này, trưa thì ăn cơm thịt heo của thằng Tú Béo. Đến tối thì ăn bánh gối của thằng Giang Ghẻ, đêm muộn thì ăn bánh tẻ của ông Hiếu Xôi. Nghĩ nó sướng nhỉ. Chứ còn sao nữa, mình nhá, vừa có tiền tiêu, vừa có đồ ăn. Ui, kiểu này tao với mày phải mai mối cho nó thêm khoảng chục thằng nữa cho nó bỏ vậy. Không, vớ vẩn lại 10 thằng, nó phải 20 nó mới bỏ. Xin chào mọi người, mọi người chia sẻ like cho Tuyến nhé. Hôm nay Tuyến sẽ thực hiện thử thách trang điểm tại quán cà phê. Mọi người chia sẻ cho Tuyến nhé. Cảm ơn mọi người. Của tao. Ok. Của tao nhà vớ vả bọn này. Mày có em Quỳnh rồi còn gì? Ngồi im anh. Quỳnh cái gì? Ai nói gì đâu mà của tao vẫn phải của tao. Lại. Mau. Được rồi. Để đây. Để đi. Chào em. Em có muốn là sau này ngồi chung bàn thờ với anh không? Này, anh thông minh và đẹp trai hơn nó. Em đừng có mà nói chuyện với nó nhé. Anh xin tự giới thiệu, anh là Tuấn. Tuấn ở đây là gì? Tuấn ở đây là Tuấn Tú. Sau này em có muốn làm mẹ của các con anh không? Tuy là nhà anh tiền nó không được đông, thế nhưng mà tình cảm lúc nào nó cũng chất đống. Lấy anh về, em sẽ có một cuộc sống thảnh thơi. Ngủ xả hơi đến 11, 12 giờ trưa mà không ai gọi dậy cả. Các anh vui tính thật đấy. Mọi người ơi, mọi người có yêu cầu gì cho thử thách của mình thú vị hơn không ạ? Em ơi, đuổi hai con lợn cạnh em đi chỗ khác đi. Nói oang oang, điếc tai quá. Chắc không phải người ta bảo bọn anh đâu. Bọn anh nói nhỏ này cơ mà nhỉ? Em ơi, quay cho anh đôi ngồi đằng sau em. Ui em ơi. Em đưa anh quay cho nhá. Anh không gì ngoài cái nhiệt tình cả. Anh mượn. Ây, chào hai bạn. Ây, mọi người ơi, đây là Thảo và người yêu Thảo nhá. Hai bạn nói gì với nhau để thể hiện tình yêu mãnh liệt đi nào. Hai bạn quá đẹp đôi, đây. Hello các bạn, đây là người yêu của mình. Xin chào các bạn nhá, đây là người yêu của mình. Ây, quá là xịn. Các bạn ủng hộ cho cặp đôi chúng mình. Trời ơi, anh tắt ngay đi. Đang vui mà. Ui, tao không biết cái chuyện này. Cái loại con gái lăng nhăng, cái loại con gái mất lết. Thế mà hai ông anh kêu em gái em cành vàng lá kim cương. Lá kim cương cái kiểu gì ấy mà yêu một lúc 7 thằng hả?
Em trả anh này. Vẫn thiếu. Anh. Vẫn mới lắm anh ạ. Em mới đeo có 3 hôm. Em mới dẫm vào cứt chó 2 lần. Mà cọ sạch rồi. Nó cọ rồi. Còn 2 triệu tôi cho cô. Một cái ô, một quyển sổ, 2 bắp ngô. Thôi, khuyến mại cho cô. Còn 1 cân roi, 2 đĩa măng trúc xào tỏi, 3 hộp gỏi, 4 thỏi son. Vị chi là 3 triệu. Tôi cho cô trong vòng 3 ngày phải trả hết cho tôi. Nếu không tôi bóc phốt cô đấy. Tao xin lỗi. Ừ, với cả mày bỏ cái tính lăng nhăng đi. Mày không lăng nhăng thì ai làm gì được mày. Bọn tao giúp mày thật. Thế nhưng mà những cái điều mày làm thì người ta gọi là mất dạy, là thất đức đấy. Chuẩn rồi, nó nói đúng đấy. Bỏ đi mà làm người. Người bình thường người ta yêu một đủ quá rồi. Nhưng có phải như trâu như chó đâu mà yêu phát bẻ người thì. Các anh phải đánh trống lảng nhá. Vừa nãy mới là một thôi, còn 6 anh nữa kìa. Vì cái sự nhiệt tình đang live stream mà dí càng vào mặt em, làm cả 6 anh á, chia tay đòi quà em rồi đấy. Bây giờ nhá, những quà gì em chưa cho các anh á, trả lại cho em đây để em còn trả lại cho người ta. Làm gì có cái gì đâu đúng không? Ăn vào mồm hết rồi bây giờ bạn nồn nào được. Em không biết. Không có hiện vật ra thì trả bằng tiền. Giờ các ông mới đòi quà em á, em nợ hàng đống rồi kìa. Lúc có chia ba rồi, bây giờ nợ cũng phải chia ba. Thế nhá, chốt không nói nhiều. Ôi trời, 6 thằng mà vị trí nhẹ nhàng là mỗi thằng 2 triệu. Tổng 12 triệu. Ôi trời, mỗi đứa bao tiền? 4 triệu. Ôi trời ơi, tàn đời rồi.